Công chúa sa ngã và câu chuyện đông lạnh trứng ở tuổi 38, cha mẹ ly hôn khi 12 tuổi. Thái Trắc Nghiên có tên thân mật là Asa, sinh ngày 22 tháng 11 năm 1982 tại Vancouver, Canada trong một gia đình giàu có. Bố cô, Thái Tự Thắng từng làm tổng giám đốc của một tập đoàn giải trí lớn. Năm 4 tuổi, Asa cùng gia đình về Hồng Kông sinh sống. Năm 12 tuổi, sau khi bố mẹ chia tay, cô sống với cha và trưởng thành trong môi trường thường xuyên tiếp xúc với văn hóa nghệ thuật. Thái Trắc Nghiên theo học tại trường tư Rosary Hill, ngôi trường danh giá có tiếng ở xứ Cảng Thơm. Sau khi tốt nghiệp cấp 3, Asa nhanh chóng lọt vào mắt xanh của công ty giải trí Anh Hoàng nhờ ngoại hình vô cùng ăn ảnh. Không lâu sau đó, cô cùng với Trung Hân Đồng, Agil lập nhóm nhạc Twins và trở thành một trong những ban nhạc nữ nổi tiếng nhất trong cộng đồng người Hoa trong những năm 2000. Ngoài ca hát, cô cũng sớm tham gia vào lĩnh vực điện ảnh, truyền hình, từng được đề cử giải Kim Tượng. Dù trước nay không ai nói Thái Trắc Nghiên ca hát xuất sắc và cũng không ai khen cô là một diễn viên giỏi, nhưng ở Asa, tất cả các yếu tố tổng hòa vào làm một khiến nữ nghệ sĩ sinh năm 1982 trở nên đặc biệt quyến rũ. Các nghệ sĩ nữ cứ đến rồi đi, khó tránh khỏi vòng xoáy của thời gian, nhưng trong gần 20 năm gia nhập làng giải trí, Thái Trắc Nghiên vẫn vậy, hình tượng đáng yêu, chăm chỉ làm nghệ thuật, chan hòa vui vẻ và ngày càng đẹp hơn. Nếu 20 năm trước, Thái Trắc Nghiên thơ ngây trong sáng thì 20 năm sau, vẻ đẹp đó vẫn còn, thêm một chút mặn mà, ngọt ngào của người phụ nữ trưởng thành ở tuổi 38. Scandal kết hôn sớm đẩy sự nghiệp đi vào ngõ cụt. Nếu như năm 2008, khán giả un đòi tẩy chay Trung Hân Đồng vì cho là cô đang kéo chùn bước người bạn cùng nhóm Thái Trắc Nghiên của mình, thì 2 năm sau, vào ngày 27 tháng 3 năm 2010, showbiz Hoa ngữ chấn động vì cuộc họp báo 3 trong 1 của Thái Trắc Nghiên và Trịnh Trung Cơ. Người không biết chuyện thắc mắc, không rõ chuyện gì mà hai con người dường như không liên quan đến nhau lại tổ chức họp báo chung. Người lờ mờ thì chỉ nghe đồn cặp đôi này hình như có quan hệ tình cảm. Ai ngờ ngay trong cuộc họp báo, Thái Trắc Nghiên và Trịnh Trung Cơ chính thức thừa nhận từng yêu nhau, bí mật kết hôn và nhân sự kiện này, tiện thể bố cáo thiên hạ đang hoàn tất thủ tục ly hôn. Khán giả và fan hâm mộ được một phen ngã ngửa. Nếu có cặp đôi nào yêu nhau bí mật nhất showbiz thì đó chính là Thái Trắc Nghiên và Trịnh Trung Cơ. Thần không biết, quỷ không hay, paparazzi cũng không có bất cứ thông tin gì. Chỉ tới khi đâu đó lộ ra giấy đăng ký kết hôn thì cả hai tiện thể thừa nhận đang ly dị. Sau đó khán giả mới dần biết hai người đã quen nhau từ năm 2004-2006 bí mật kết hôn. Khoảng thời gian chung sống cũng lên đến gần 4 năm trước khi đường ai nấy đi. Trong lòng khán giả, một ngọc nữ không nên lấy chồng quá sớm, không nên lấy bí mật như thế và chia tay rình rang đến vậy. Nhiều người cảm thấy bị lừa dối sau scandal này. Thái Trắc Nghiên chỉ trong một ngày lập tức trở thành thiên thần sa ngã. Chuyện tình không được ủng hộ với nam thần Trần Vĩ Đình. 5 tháng sau khi ly hôn, Thái Trắc Nghiên công khai quan hệ với nam diễn viên trẻ Trần Vĩ Đình, kém cô 3 tuổi. Theo như chia sẻ, hai người đã yêu nhau được 3 tháng. Mối tình này cũng không được công chúng đón nhận, phần vì Asa vừa ly hôn, phần vì mối quan hệ lệch tuổi, và bởi lúc đó Trần Vĩ Đình vẫn chỉ là con số 0 trong làng nghệ thuật. Nên nhiều tin đồn ác ý đã lan truyền, cho rằng Trần Vĩ Đình chỉ lợi dụng tên tuổi của Trắc Nghiên để nổi tiếng. Còn Trắc Nghiên là vì muốn giữ người yêu trẻ nên mới mở họp báo công bố đã ly hôn để chứng minh mình không còn vướng bận. Khoảng năm 2013, Trần Vĩ Đình sang Trung Quốc đại lục phát triển, một bước thành sao, thậm chí còn có phần vượt qua Thái Trắc Nghiên. Đồng thời, tình cảm của họ vẫn bền vững sau 3 năm. Tuy nhiên vào lúc này, thay vì được khen là hai người đã có một mối tình thật tâm, thì thiên hạ lại quay sang chèo thuyền cặp Trần Vĩ Đình, Triệu Lệ Dĩnh, khiến Thái Trắc Nghiên như một người thừa trong câu chuyện tình này. Khi Trần Vĩ Đình tỏa sáng, người được ai nhắc đến chỉ có Triệu Lệ Dĩnh. Thái Trắc Nghiên hoàn toàn bị quên lãng, mặc dù cô ấy mới là bạn gái của anh. Có thể nói trong suốt thời gian quen nhau, Thái Trắc Nghiên và Trần Vĩ Đình chưa bao giờ thực sự được bình yên và nhận được sự ủng hộ của đại đa số người hâm mộ. Đến năm 2015, cả hai chính thức tuyên bố chia tay trong hòa bình qua hai bài viết chất chứa đầy tâm sự trên Weibo. Từ sau đó, Asa lẻ bóng một mình và chưa bao giờ chính thức lên tiếng công khai nói về đời sống tình cảm của mình. Có lẽ những buồn đau và sóng gió tình cảm trong giới nghệ sĩ khiến cô trở nên khép kín và thận trọng hơn. 36 tuổi đi đông lạnh trứng. Năm 2018, sau khi cô bạn thân Trung Hân Đồng lên xe hoa với bác sĩ Lại Hoàng Quốc, ai cũng tưởng chiếc thuyền này đã cập bến bờ hạnh phúc nên các fan càng ngày càng sốt ruột trước tình trạng độc thân vui vẻ của Thái Trắc Nghiên. Năm đó, Thái Trắc Nghiên 36 tuổi đã lăn lộn trong làng giải trí được 17 năm, đã đến lúc thuyền tình của Thái Trắc Nghiên cập bến, một bến bờ mà ai cũng tin rằng cô sẽ thực sự tìm được chân ái của cuộc đời.
dù đã từng sa ngã, thiên thần vẫn luôn xứng đáng được hạnh phúc. Nhưng tin vui thì không thấy, nhưng đến tháng 8 cùng năm, truyền thông Hồng Kông cho hay nữ ca sĩ nhóm Twins đã dọn đến chung sống cùng tỷ phú Thạch Hằng Thông. Thạch Hằng Thông còn tậu căn biệt thự hạng sang làm tổ ấm, vun đắp tình yêu của cặp đôi. Tuy nhiên, phía Thái Trắc Nghiên chưa từng lên tiếng về chuyện này. Bạn trai của Thái Trắc Nghiên, Thạch Hằng Thông là thiếu gia của một gia tộc giàu có bậc nhất Hồng Kông. Thạch gia chủ yếu hoạt động trong lĩnh vực sòng bạc và bất động sản. Tài sản cá nhân anh này đang sở hữu ước tính hơn 12 triệu đô la Mỹ. Ngày 9 tháng 9, On đưa tin Thái Trắc Nghiên và bạn trai Thạch Hằng Thông đã chia tay vào tháng 7. Kể từ sau chuyến du lịch nghỉ dưỡng đến Maldives vào tháng 12 năm 2019, cặp đôi không còn xuất hiện bên nhau. Cả hai xảy ra cãi vã trong chuyến đi. Sau khi về nước, người đẹp 38 tuổi đã chuyển về nhà mình sống, không đoái hoài đến bạn trai. Truyền thông Hồng Kông cho biết cặp đôi gặp trục trặc từ trước chuyến du lịch. Nguyên nhân thực sự khiến cả hai chia tay là bất đồng quan điểm hôn nhân. Thạch Hằng Thông không muốn kết hôn quá sớm vì còn trẻ, thích được tự do và gặp áp lực khi dư luận liên tục đăng tải tin tức về hôn nhân. Trong khi đó, nữ ca sĩ nhóm Twins lại muốn có cuộc sống ổn định sau khi công khai quan hệ. Thậm chí Thái Trắc Nghiên nhiều lần theo chân Hằng Thông đến hộp đêm vì muốn chiều lòng bạn trai. Tuy nhiên thái độ không vui vẻ, chỉ ngồi yên một chỗ của cô khiến Thạch Hằng Thông cảm thấy khó chịu. Hai người dần nhận ra sự khác biệt trong đời sống tình cảm và trở nên xa cách. Hiện cả hai không lên tiếng về thông tin này. Phía truyền thông Hồng Kông cho biết, dù đã chia tay, họ vẫn duy trì mối quan hệ bạn bè. Thái Trắc Nghiên và Thạch Hằng Thông có khoảng thời gian 3 năm hẹn hò mặn nồng và hạnh phúc. Nữ ca sĩ chuyển đến sống chung với bạn trai trong căn biệt thự hàng triệu đô la Mỹ từ cuối năm 2019. Gia đình hai bên qua lại như thông gia. Thậm chí nữ ca sĩ đã nghĩ đến chuyện sinh con sau khi kết hôn, cô chữ đông thành công 20 trứng. Theo HK01, nữ ca sĩ đã chi hơn 18.000 đô la Mỹ cho việc bảo quản trứng. Tình chị em thân thiết giữa Trung Hân Đồng và Thái Trắc Nghiên sau 20 năm. Trước đó, trong đám cưới của Trung Hân Đồng, nữ ca sĩ đã đặc biệt dành tặng bó hoa cưới của mình cho bạn cùng nhóm với hy vọng Asa cũng sớm tìm được bến đỗ hạnh phúc. Hai người thường xuyên xuất hiện cùng nhau trong các buổi tụ tập bạn bè hoặc sự kiện giải trí. Nữ ca sĩ nổi tiếng Dung Tổ Nhi cũng là một phần trong nhóm bạn thân thiết, thường xuyên chụp ảnh chung và chia sẻ lên trang cá nhân. Gần đây, khi scandal ly hôn của Trung Hân Đồng nổ ra, những người liên quan tới Trung Hân Đồng và Lại Hoàng Quốc cũng bất ngờ được công chúng quan tâm. Trước tin tức, bác sĩ thẩm mỹ họ Lại thường xuyên được xuất hiện trên mặt báo với loạt ồn ào lăng nhăng, ngoại tình và lợi dụng vợ để trục lợi trong lễ cưới. Cư dân mạng phát hiện ra, Thái Trắc Nghiên, người chị em tốt của Trung Hân Đồng, cũng đã bỏ theo dõi Lại Hoàng Quốc vào tối 13 tháng 5. Hành động của Thái Trắc Nghiên được cộng đồng mạng ủng hộ và khen cô đúng là người chị em tốt của Trung Hân Đồng. Sau gần 20 năm hoạt động, Twins vẫn giữ vững tình bạn gắn bó. Người hâm mộ nhiều lần bày tỏ sự yêu mến với mối quan hệ bền chặt của Trung Hân Đồng và Thái Trắc Nghiên. Trải qua nhiều sóng gió trong tình yêu và hôn nhân, khán giả luôn hy vọng rằng dù sau này hai cô gái có tìm được bến đỗ mới cho đời mình hay không thì cũng không còn quan trọng nữa. Chỉ cần họ không tổn thương, không đau lòng thêm bất cứ lần nào nữa là được.